Xin chào toàn thể anh em quay trở lại với Toyota Thăng Long. Hôm trước thì mình có ngó qua một chút về cái mẫu xe Toyota Fortuner 2.8 phiên bản Legender cao cấp nhất. Còn ngày hôm nay thì mình sẽ có một cái mẫu xe khác, đó chính là Toyota Fortuner máy dầu một cầu số tự động, nhưng mà cũng là cái bản Legend nhá. Phiên bản này thì đang có giá bán là 1 tỷ 195 triệu dành cho màu đen, màu bạc, màu nâu, và cao hơn 8 triệu là dành cho chiếc xe màu trắng trước mắt chúng ta, tức là giá bán là trên 1,2 tỷ đồng nhá. Trên 1,2 tỷ đồng dành cho một mẫu xe Fortuner một cầu máy dầu số tự động thì mình sẽ có những gì so với phiên bản một cầu máy dầu số tự động thông thường. Thứ nhất là về kích thước tổng thể thì có lẽ là nó cũng không thay đổi quá nhiều so với cái phiên bản một dầu máy dầu một cầu số tự động thông thường, có giá 1 tỷ 180 nhá. Chúng ta vẫn sẽ có một cái kích thước như thế này, khoảng sáng gầm thì trên 200mm này. Cái điểm thay đổi thì bắt đầu từ cái thiết kế đầu tiên. Ở thiết kế phần đầu xe thì toàn bộ vùng lưới tản nhiệt này, hốc hút gió được chia làm đôi thay vì một tầng giống như trên phiên bản thông thường. Đây, mình sẽ chia đôi đến như này nhá. Phần cản chống va đập phía dưới thì cũng được làm tinh chỉnh đẹp hơn, được mạ bạc này. Và đặc biệt là quý vị thấy cái giải đèn LED chạy này, nó sẽ có cái hệ thống kiểu chạy giống như là trên Lexus nhá. Rồi là cảm biến góc trước này, đèn gầm sương mù cũng sẽ là cái đèn đèn dạng LED. Về cơ bản thì bộ đèn này thì chắc chắn nó sẽ là đèn full LED rồi, một bộ đèn rất giá trị về mặt thẩm mỹ cũng như là tính năng sử dụng. Toàn bộ giải đèn LED ban ngày này chia khoang chia tầng rất là đẹp, giống như trên những cái dòng mẹc. Bóng pha và bóng cốt đều, tất cả đều là đèn LED hết nhá, cho ánh sáng trắng cực kỳ đẹp luôn, và cái cường độ chiếu sáng rất tốt. Đây, tổng thể phần đầu đã có những cái sự khác biệt so với cái phiên bản máy dầu số tự động một cầu thông thường rồi. Ở phần bên thân thì rõ ràng là chúng ta cũng sẽ nhận thấy những cái sự thay đổi. Đấy, đầu tiên là mình sẽ có một bộ la răng 18 inch thay vì 17 inch 6 chấu giống như trên phiên bản thường. Cái thứ hai nữa là xi nhan thì vẫn tích hợp trên gương này, gương chiếu hậu, chỉnh điện, cụp điện. Nhưng mà mình có thêm cái mắt ở bên sườn này dành cho hệ thống cam 360 nữa. Đó. Các chi tiết còn lại như là tay nắm cửa mạ chrome, có tích hợp nút bấm vào cửa thông minh này hay là bậc dẫm thì tương tự như trên phiên bản máy dầu số tự động một cầu thông thường. Đó. Đây chính là phần bên hông xe nhá. Màu trắng này nhìn phần đầu rất đẹp luôn. Ở phần đuôi xe thì mình cũng sẽ có một cái cụm đèn hậu, nó được sơn khói này, nền khói đen. Ngoài ra thì nó là một cụm đèn hậu full LED và vẫn tích hợp cái kiểu đèn giải đèn chạy giống như trên phiên bản cao cấp nhất Legend 2.8. Đây. Khi mình xi nhan lên nhá thì cái giải đèn này sẽ là giải đèn đuổi, đèn chạy. Đó. Các chi tiết khác này, ví dụ như là cái phần ốp nhựa của cái đèn phản quang này hay là cảm biến lùi cũng khá khác biệt so với bản cũ nhá. Quý vị để ý ở đây mình có tới 3 cảm biến lùi luôn. Đấy, 3 cảm biến lùi này, 2 cảm biến góc sau này, tổng là 5, 2 cảm biến góc trước nữa, tổng là 7 cảm biến. Và cản chống va đập phía sau thì được sơn đen bóng như thế này. Đó. Ở phần cốp này nhá, mình sẽ có một cái hệ thống cốp có thể đá được. Mở cốp rảnh tay. Đấy, quý vị thấy đây là mình mở bằng điện này. Ngoài ra thì mình còn có khả năng đá cốp rảnh tay nhá. Đấy, cốp điện này có đá cốp. Thuận tiện hơn so với cái phiên bản thông thường. Rồi bây giờ thì mời quý vị các bạn và anh chị chúng ta vào trong nội thất của xe đi, xem mẫu xe này nội thất nó có gì thay đổi không. Quý vị nhận thấy ngay cái sự khác biệt về màu nội thất đúng không ạ? Trên phiên bản kia thì là màu đen tuyền, còn trên phiên bản này thì là thể thao hơn rất nhiều, đen pha đỏ. Đó. Các chi tiết khác như là gập ghế này, cho hàng ghế thứ hai ngả, di chuyển đều tương tự như trên phiên bản cũ. Ok, lên khoang cabin nhá. Ở trên khoang cabin thì những cái chi tiết màu đỏ như thế này nó mang lại cái điểm nhấn khá ấn tượng cho mẫu xe rất là thể thao này. Chúng ta sẽ có một cái hệ thống ghế lái, ghế phụ đều có chỉnh điện này. Đây, ghế lái, ghế phụ chỉnh điện nhá. Vô lăng thì bọc da ốp gỗ, tích hợp rất nhiều nút bấm, có cả cái lẫy chuyển số thông minh này, rồi là cruise control. Tuy nhiên trên phiên bản này thì cruise control vẫn chỉ là cruise control dạng thường thôi. Còn nếu trên phiên bản cao cấp nhất ấy, Fortuner Legender 2.8 thì mình sẽ có cái hệ thống Cruise Control Adaptive, thì nó sẽ tự động thích ứng thông minh hơn. Rồi các chi tiết còn lại thì mình sẽ có một cái hệ thống đầu DVD 8 inch có dẫn đường GPS nhé. Rõ ràng là cao cấp hơn so với các phiên bản máy dầu thông thường. Các tiện nghi khác như là điều hòa tự động này, chìa khóa thông minh này, hai chế độ lái Eco và Power thì đều được trang bị đầy đủ. Đây, mời quý vị nhìn lại một lần nữa. Đấy. Tính năng an toàn của mẫu Fortuner Legender này thì mình sẽ có cân bằng điện tử này,
kiểm soát lực kéo này, hỗ trợ khởi hành ngang dốc này, phanh ABS 4 bánh này, chống lật này, và có cả 7 túi khí quanh xe nữa. Quý vị đánh giá thế nào về cái mẫu xe có giá bán 1 tỷ 195 triệu này? Hãy đón chờ một cái bài review đánh giá chi tiết mẫu xe này sau nhé. Rồi một lần nữa xin chào, xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý anh chị các bạn ở trong những video clip tiếp theo ạ. Xin cảm ơn ạ.